Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin Top News cùng với Duy Khang và Thị Nhung. Và chúng tôi xin phép quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí. Thưa quý vị, nhóm dư luận viên Việt Vision tự giải tán. Nhóm dư luận viên Việt Vision chuyên đứng sau các vụ quấy rối các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc và lên án các nhà hoạt động vừa tuyên bố tự giải tán. Thông báo tự giải tán này được đăng trên trang Facebook Nguyễn Ngọc Bảo Trâm ngày 7 tháng 3 với nội dung để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động trong giai đoạn hiện nay, cũng như tiếp thu ý kiến của nhiều bạn bè, khán giả thân hữu. Việt Vision xin trân trọng thông báo, kể từ lúc 15 giờ ngày 7 tháng 3 năm nay, nhóm Việt Vision sẽ tự giải tán, không còn ban điều hành và không còn ban biên tập nữa. Các cá nhân tham gia trong ban điều hành, ban biên tập trước đây sẽ hoạt động với tư cách cá nhân, độc lập và tự chịu trách nhiệm trước những hành động hay phát ngôn của mình và không liên quan gì đến Việt Vision. Nguồn tin về nhóm này tuyên bố tự giải tán đã làm dấy lên suy đoán rằng các thành viên nhóm này đã bị thất sủng và có thể do Cộng sản Việt Nam đã hình thành lực lượng 47 thay thế hoặc không còn đủ kinh phí để trả cho tất cả các nhóm dư luận viên đang hoành hành trên mạng xã hội nhằm mục đích đưa thông tin tốt về Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, thì hơn 15.000 việc làm dành cho người lao động. Ngày 10 tháng 3, chương trình Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm 2018 do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Sài Gòn tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên Sài Gòn. Chương trình có hơn 3.000 người lao động, thanh niên, sinh viên vừa tốt nghiệp và đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tham gia. Tìm kiếm cơ hội việc làm tại các gian hàng có hơn 70 công ty, doanh nghiệp cũng đã tổ chức phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp người lao động với số lượng tuyển dụng lên đến 15.000 việc làm. Trong đó có các công ty doanh nghiệp có chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng và có số lượng tuyển dụng lớn như công ty cổ phần dầu khí miền Nam, công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước. Đại diện trung tâm cho biết thêm, ngoài việc hỗ trợ, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho người lao động, chương trình còn hướng đến mục đích hạn chế được tình trạng cò việc làm, lừa đảo người lao động từ các tỉnh đến Sài Gòn tìm kiếm việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội. Lô xe hơi 2.000 chiếc miễn thuế về Việt Nam có giá trung bình 480 triệu đồng. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Cộng sản Việt Nam cho thấy, trong tuần đầu của tháng 3, số lượng xe hơi nguyên chiếc đăng ký làm thủ tục nhập khẩu đã tăng đột biến với 2.020 chiếc. Trong đó, xe hơi dưới 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Thái Lan chiếm tỷ lệ áp đảo với 1.981 chiếc. Đây là lô xe hơi Honda đầu tiên cập cảng Hiệp Phước ở Sài Gòn và cảng Đình Vũ ở Hải Phòng theo chính sách miễn thuế nhập khẩu, được Cơ quan Quản lý Giao thông Đường bộ Thái Lan cấp đầy đủ chứng nhận chất lượng kiểu loại. Tổng giá trị lô hàng đạt 42,1 triệu Mỹ Kim. Tính bình quân, mỗi chiếc xe cập cảng với giá 21.260 Mỹ Kim, tương đương với 480 triệu đồng. Được biết, cả nước nhập khẩu tổng cộng 39 chiếc xuất xứ từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc với giá trị 2,3 triệu Mỹ Kim. Theo đánh giá của các hãng xe, sau giai đoạn trầm lắng trước Tết Nguyên đán thì thị trường đang dần khởi sắc trở lại. Bế tắc phần nào đã được khai thông, tuy nhiên chưa cung cấp nguồn liền mạch trở lại. Dự kiến giao dịch trôi chảy ít nhất phải từ giữa năm nay. Xét xử vụ vỡ đường ống nước sông Đà 18 lần. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát giữ quan điểm buộc tội. Hôm 10 tháng 3, phiên xét xử vụ vỡ đường ống nước sông Đà tiếp tục với phần tranh luận giữa Viện Kiểm sát Nhân dân với các luật sư. Cuối phiên xử, tòa cho các bị cáo nói lời sau cùng. Ở lần tranh luận này, đại diện Viện Kiểm sát một lần nữa khẳng định hành vi của các bị cáo được đánh giá là cố ý. Các bị cáo biết phải thực hiện theo tiêu chuẩn nhưng không thực hiện, gây ra hậu quả vỡ đường ống nước 18 lần. Tranh luận một lần nữa về việc các luật sư cho rằng sự việc không có hậu quả, số tiền 16,6 tỷ đồng khắc phục sự việc là đã dự báo trước, biết trước. Đại diện Viện Kiểm sát vẫn cho rằng nếu không xảy ra sự việc thì số tiền này không phải chi dùng vào việc sửa chữa. Đại diện công ty nước sạch đã nói rất nhiều lần trước tòa việc không đòi bồi thường vì lý do nhân văn cao đẹp, chứ không phải không có hậu quả. Đại diện Viện Kiểm sát đã nhấn mạnh như vậy. Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo vẫn không nhận tội và cho rằng sự việc vỡ đường ống là do khách quan. Thưa quý vị, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam và vợ đã bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa New Zealand. Vào ngày 11 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và vợ đã dẫn đầu đoàn quan chức cao cấp Cộng sản Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa New Zealand từ ngày 11 cho đến 14 tháng 3 năm nay.
Đây là chuyến thăm chính thức New Zealand đầu tiên của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm của ông Phúc diễn ra trong bối cảnh New Zealand mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam, coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực, thông qua Việt Nam để nâng cao hơn nữa mối quan hệ New Zealand và ASEAN. Hai nước thiết lập mối quan hệ ngoại giao năm 1975. Ngay từ năm 2009, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Được biết vào năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt hơn 900 triệu Mỹ Kim và hiện nay New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 31 của Việt Nam. New Zealand có 28 dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt hơn 100 triệu Mỹ Kim. New Zealand đã cam kết dành vốn ODA trong giai đoạn từ 2015 cho đến 2018 sẽ cung cấp cho Việt Nam gần 27 triệu đô la New Zealand giúp Việt Nam phát triển nông nghiệp, y tế và giáo dục. Chuyển sang bản tin về giải trí, vợ của tài tử Scott Baio đã mắc bệnh về não bộ. Nam diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh Hollywood Scott Baio đã cùng vợ là Renee Sloan chia sẻ một tin không vui đến với người hâm mộ thông qua một tuyên bố đăng trên tài khoản xã hội Twitter. Đôi uyên ương nêu trên cho biết Renee Sloan từng được các bác sĩ chẩn đoán mắc phải một căn bệnh liên quan đến mạch máu não vào tháng 10 năm 2017. Căn bệnh này rất phổ biến và ảnh hưởng tới những mạch máu nhỏ li ti trong bộ não con người. Vào năm 2015, Sloan Renee cũng được các bác sĩ chẩn đoán bị u não. Scott Baio và Renee Sloan đã kết hôn vào năm 2007 và con gái của họ năm nay đã lên 10. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc phần tin Top News cho ngày hôm nay. Duy Khang và Thi Nhung chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.